xin chào tất cả các bạn hôm nay mình làm một cái clip bắt để bắt đầu cho cái chuỗi clip có thể là có thể là không liên tục hoặc là có thể là liên tục và tùy theo cái thời lượng mà mình sắp xếp với lại là cái thời gian cá nhân của mình để trao đổi với các bạn về cái cái cách làm cái cách mua đồ về cái đầu cột cổ đĩa và cái cả đầu cột mình muốn làm ví dụ ở đây là cái đầu cột của cái thức cột của Koran hay còn gọi là các bạn hay, hay hay dùng cái cụm từ để search là Korean thần, Korean Còn mình hay quen quen miệng gọi là cột Quran hay kiểu như thế. Thì trong những cái thức cổ điển ấy thì ở chỗ này mình cũng không có muốn ý định là trao đổi sâu về cái chuyện là kiến thức về các thức cổ cổ điển như thế nào. Nhưng mà đây mình muốn trao đổi trước hết là muốn trao đổi với anh em một chút xíu về các cái thức cổ điển. Tại vì hiện nay thì các cái thức cổ điển này rất là được ưa chuộng làm nhà trong các cái công trình từ nhà ở đến biệt thự cho đến là các cái dinh thự, các cái lâu đài. À, tuy nhiên để làm được cái thức cổ điển này thì hết sức là rất là khó khăn nếu như mà anh em muốn làm đúng. Tại vì tại vì sao có anh em làm mà những đưa những cái cổ cổ điển vào thì đẹp mà có những anh em làm thì nhìn vào tỷ lệ nó không được đẹp, nó nặng nề. Đó là do cái vấn đề ở đây là trước khi anh em làm anh em nên tìm hiểu một chút xíu. Hoặc là ôn tập lại một chút xíu nếu trước đây anh em đã học rồi Đó là về cái tỷ lệ của thức cột Tức là mỗi cái thức cột ấy, thì thứ nhất là về mặt chi tiết nó sẽ có combo đi kèm với nhau Bao gồm bệ cột, thân cột và cái phần đầu cột, cái phần dìm ở trên đầu này Và cái phần trang trí kết nối bên trên Thì đó là về mặt cơ bản Còn về mặt kích thước thì những cái cột này Chiều cao của nó thì thông thường nó sẽ tính theo cái chiều cái đường kính của cái phần thân cột đường kính chuẩn của thân cột và đường kính chuẩn của thân cột ấy, thì thông thường đối với mỗi thức cột nó sẽ có cái vị trí nó tính như sau ví dụ như đối với lại thức Tuscan thì một một phần bảy cái chiều cao cột là cái chỗ này là cái chỗ mà đường kính cột chuẩn và từ càng lên trên nó càng nhỏ lại và tất nhiên nó nhỏ lại đến một cái giới hạn nhất định tức là đây là những cái tỷ lệ đó tỷ lệ nó làm nên cái thương hiệu của thức cột chứ không chỉ là những cái combo chi tiết uh, trên này hoặc là ngay cả những cái bộ chỉ ở trên đầu này ấy, thì nó cũng có cái quy tắc riêng của nó Tất nhiên là nếu như mà anh em muốn phá cách anh em uh, làm nó uh, không theo một cái quy tắc nào đó thì anh em cũng nên là đảm bảo những cái tỷ lệ chính uh, Ở đây có những cái tỷ lệ chính ví dụ như là cái này nó gọi là capital tức là cái đầu cột ấy. thì cái đầu cột của mỗi thức cột ví dụ như là cột uh, cái cột này là cái cột mà anh em hay sử dụng nhất này cái cột Doric này là hai anh em hay làm những cái trụ sở ủy ban rồi này kia à, những cơ quan này anh em hay hay đưa vào à, những cái cột à, mảnh mai hơn thì dạng như là ionic hay là cột nhiều chi tiết hơn là cột và mảnh mai hơn nữa là cột khuran với cột dạng composite à, composite đó là cột dạng là chi tiết dạng hỗn hợp đó thì nó có cái độ mảnh của nó độ mảnh nhất định thì anh em mà đưa chi tiết vào thì anh em chú ý về các cái tỷ lệ cơ bản của nó thì cái thức cột và cái công trình của anh em dễ đẹp à, còn ngoài ra à, ngoài cái ngoài cái tỷ lệ về mặt hình học ra thì cái combo chi tiết mà đi kèm nó sẽ anh em cũng sử dụng theo đúng cái bộ đó anh em chịu khó bỏ thời gian nên anh em à, tìm hiểu xem ở cái cột này thì cái bộ chỉ ở trên đầu nó sẽ bao gồm mấy tầng ví dụ một tầng hai tầng ba tầng hay là và mỗi tầng nó tỷ lệ với nhau như thế nào thì từ đó thì anh em có thể là sử dụng cái G chỉ chuẩn hay là anh em sử dụng cái 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 gợi chỉ anh em cách điệu bớt đi là chẳng hạn như thế uhm, mình mà vẫn muốn vẫn luôn trao đổi với lại các anh em mà theo mình uh, học về uh, triển khai thì nói là luôn luôn mình là, mình luôn nói là cái uh, cái kiểu kiến trúc cổ điển thuần túy này thực sự là rất là khó làm Cho nên mình rất là ngại làm cái trong cái việc thiết kế của mình mình hầu như mình chưa bao giờ mình dám nhận cái chi tiết cái thiết kế dạng cổ điển như thế này tại vì đòi hỏi cái thời gian tìm hiểu thiết kế rất là rất là khó khăn à, và những cái chi tiết phải tuân theo những cái chuẩn mực nó nhất định thì làm thực sự là rất là khó Uh, còn khi mà anh em uh, với cái vấn đề thư viện uh, rất là nhiều hiện nay thì khi anh em sử dụng thư viện anh em cũng lưu ý là khi chúng ta có thư viện đầu cột hay thức cột anh em nhớ kiểm tra cái tỷ lệ của nó uh, trước khi đi, uh, đưa vào trong phương án thì nó sẽ ổn hơn thì đó là những cái trao đổi cơ bản thôi chứ còn uh, uh, những cái nội dung ở trên kênh thì chủ yếu mình muốn là tập trung xoay quanh vấn đề về sử dụng Revit ở trong công việc chứ mình cũng không uh, dám uh, bàn sâu về cái về các cái tỷ lệ về các cái ngôn ngữ thiết kế về cái chuyện là đúng sai đẹp xấu thì cái đó nó cũng hết sức là vô chừng. À đây chỉ muốn là trao đổi với anh em là khi anh em muốn làm theo một cái, cái 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 phong cách nào đó thì anh em cũng nên tìm hiểu về mặt cơ bản của nó cho nó hợp lý. Rồi. À, quay trở lại đây, à, cái clip đầu tiên thì mình muốn là trao đổi với anh em về cái cách là làm cái đầu cột của cái capital này của cái dạng cột là coran À, trong cái thức cổ cổ điển thì thực chất là mục đích là chỉ để là phổ biến thêm cho anh em về cái kỹ thuật cũng như là cái kinh nghiệm chúng ta model à, tức là chúng ta tạo ra những cái vật thể à, ở trong thư viện hoặc là tạo những vật thể à, để sử dụng cho review nói chung là thùng túy về kỹ năng đồ thôi nha anh em đây chỉ thùng túy kỹ năng đồ thì cái đầu cột này á, thì nó có nhiều tỷ lệ và nó nó cũng có sự về mặt chi tiết của nó nó cũng có sự biến đổi qua từng thời kỳ Uh, ban đầu thì nó sẽ như thế này thế kia xong nó qua thời kỳ qua cái thời gian phát triển của nó thì chi tiết nó sẽ biến đổi đi nhiều uh, Tuy nhiên cái cái combo mà cái combo mà ổn định nhất của nó tức là cái bộ ổn định nhất của nó thì nó vẫn là cái dạng cột này là dạng cột được trang trí bởi trên nền tảng bởi cái chi tiết là lá uh, uh, cái cái lá uh, cái lá acanthus là cái lá mà nó khá là kinh điển ở trong những đây là cái lá này à, cái lá này nó khá kinh điển ở trong các cái chi tiết uh, kiến trúc uh, cổ điển của uh, châu âu uh, anh em thấy cái chi tiết lá này xuất hiện rất là nhiều uh, chủ yếu uh, ví dụ như anh em làm đầu cột anh em làm gờ chỉ trang trí anh em làm gờ phào thì thấy cái lá này rất là nhiều thì đây là cái lá mà được đưa vào trong các cái thức uh, cổ điển thì đối với cái cột này á thì thông thường cấu trúc của nó thì nó sẽ bao gồm uh, cơ bản là đối với cái đầu cột thôi nha thì nó sẽ có là uh, cái tầng lá thấp ở bên dưới hôm đó có cái tầng lá số 2 sau đến cái tầng tầng cuốn tầng cuốn hoa sau đó đến cái phần đầu cột với lại cái cốt của cái phần đầu cột ở bên trong thì cơ bản là như thế đó chúng ta có thể là tìm những cái tài liệu này anh em có thể tìm thấy hết sức là dễ dàng uh, ở trên các cái nguồn học liệu mở của internet khác nhau anh em chịu khó anh em tìm hiểu thì sẽ thấy nhanh thì để dựng cái đầu cột này thì trước hết thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em là cái dựng cái cách làm cái lá này trước và cái lá này thì chúng tất nhiên là vì chúng ta còn phải tạo hai tầng lá cho nên là mình sẽ làm cái lá theo cái kiểu là có tham số hướng dẫn anh em làm theo kiểu cái lá mà có thể biến đổi được theo cái kích thước chứ không phải đây là không phải là cái cái mô đồ mà nó nó chết cứng về mặt thông số nhá và tất nhiên là chúng ta sẽ mô đồ ở cái dạng như thế này thôi tức là dạng trơn trơn như thế này, một cái đun lá trơn láng như thế này. chúng ta cũng không có mất công chúng ta phải chẻ từng cái lá này nữa. Thì nếu như mà làm chi tiết quá thì cũng được nhưng mà sẽ mất thời gian của anh em đồng thời là à, nó sẽ làm nặng cho cái mô hình của chúng ta. Tất nhiên là trong cái mô hình à, Revit của anh em anh em đưa cái này vào thì đưa đến mức độ như thế này là mình nghĩ là nó quá quá tuyệt À cái hình này thì cũng không phải là hình cái đầu này không phải là làm bằng Revit đâu nha. Cái này làm bằng phần mềm 3DS Max mà mình cũng lấy ở trên mạng về để minh họa cho anh em thôi chứ mình cũng À, không phải là cái hình mô hình đã đã chụp lại để à, cho anh em xem người viết Đây là chúng ta chỉ xem để biết là ở à, mô hình 3D lên thì nó sẽ như thế này thôi. Và cái lá khi à, mình hướng dẫn cho anh em làm thì cái lá nó sẽ như thế này. Đây. Và tất nhiên là chúng ta cái lá này chúng ta có thể là biến đổi được uh, kích thước của nó, tinh chỉnh được uh, cái kích thước của nó theo ý chúng ta muốn. À, ở đây ví dụ như mình chỉ cần thay đổi cái thông số là chiều cao của cái lá thôi. Thì uh, tất cả mọi thứ nó sẽ tự động nó thay đổi theo thì đó là cái cái cách để mình đã tạo ra một cái thư viện như thế này thì nó thùng túy về cái thao tác nha em um. rồi bây giờ sẽ đi bắt đầu mà trước khi bắt đầu thì lại quay lại cái hình này một chút xíu nha đây cái hình này thì đối với một cái cột cột cô thì anh em lưu ý là cái chiều cao cột nó bằng gấp 10 lần cái chiều đường kính cột cho nên là nếu như mà anh em có một cái cột đường kính ở khoảng 600 trăm chẳng hạn thì cái thân cột nó sẽ cao khoảng từ đây thân cột là tính từ đây nha chưa tính cái bệ cột nha. từ đây đến đây nó khoảng 6 mét rồi cái chiều cao của cái chi tiết đầu cột nó sẽ vào khoảng một uh, nhân một 8 tám d tức là nếu như mà cột là sáu thì cái chiều cao này thì nó cũng sẽ vào khoảng là um, nó sẽ vào khoảng là 700, khoảng cỡ đó à, vào 700 đó thì bây giờ anh em sẽ thấy là ví dụ trừ cái phần đầu này xong chia cho ba tầng chi tiết thì cái tầng này mỗi tầng này nó sẽ rơi vào khoảng là à, khoảng 200 chúng ta biết chừng như thế thì chúng ta tạo ra cái cốt của cái phần lá này cho nó hợp lý hơn nha và chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta đi đi tạo như vậy thì chúng ta sẽ có là 200 trăm đi để tạo ra cái lá này thì hết sức là à, nói chung là về thao tác thì nó có một số thao tác quan trọng như sau thứ nhất là nó sẽ chọn new family nhá family rồi chúng ta sẽ đi vào uh, chúng ta sẽ chọn là uh, matrix generic model dạng_ nha anh em dạng là bấm open rồi thì uh, trong cái mô này uh, anh em sẽ sang mặt đứng uh, left và anh em sẽ tạo ra một uh, số cái mặt phẳng định vị uh, như sau thứ nhất đó là mình mong muốn là cái uh, cái lá của mình nó 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 theo cái chiều như thế này đây mặc đứng uh, hướng để mình sẽ cho nó vương theo này thì trước hết là mình sẽ tạo cái uh, Chứ mình sẽ tạo các cái mặt phẳng định vị cho nó chúng ta sẽ dùng cái reference plane mà mình tạo từ mặt đứng lép của cái generic model model adaptive anh em đây mình sẽ tạo cái mặt phẳng này này là mình tạo cái khuôn lá à, theo cái hình như thế này, đây cái hình chữ L như thế này và mình sẽ đưa kích thước vào để mình khống chế kích thước cái nó đầu tiên là cái kích thước này, à, nó sẽ vào rồi sau đó thì đến cái kích thước này, à. mình sẽ cho tỷ lệ lớn lên đây thì mình muốn tất cả những cái liên quan đến cái lá này mình khống chế là theo một con số duy nhất thôi là cái chiều cao của lá là cái chiều cao chuẩn như vậy thì mình sẽ cho nó là cái tham số đầu tiên đó là acanthus là cái tên của lá nhé và hay rồi ok đó là cái chiều cao của cái này như vậy thì cái ví dụ như mình muốn làm cái lá này nó khoảng là hai trăm rưỡi đi cao khoảng hai trăm rưỡi chẳng hạn như thế thì mình sẽ cho nó chỉ số như thế này rồi sau đó thì mình sẽ tạo thêm cái các cái tham biến cơ bản để mình xác định cái chiều dài chiều rộng tổng quan của nó ví dụ ở đây à, cái phần đầu này à, thông thường thì một cái lá canthus thì nó không có nó ở đây thì cái tỷ lệ cái kích thước và cụ thể của một cái lá ở trong cái chi tiết thì nó cũng vô chừng nhưng mà ở đây thì mình tạm thấy mình tạm lấy theo cái tỷ lệ mà quen thuộc nhất đó là cái tỷ lệ khoảng 1 phần 3 nhé và các bạn có thể tùy theo cái lá các bạn mua đồ các bạn có thể là À, các bạn đề xuất những cái tỷ lệ khác cũng được vì cái này tỷ lệ nhỏ rồi để tạo hình cơ bản cái lá thôi ví dụ như cái phần đầu nó cuốn xuống này thì mình cũng à, cho nó một cái à, tỷ lệ là mình à, chọn cái tỷ lệ cho nó là width nha Acanthus width và cái này mình sẽ khống chế cho nó là cái công thức là bằng Acanthus hay nhá và mình chia cho ba ok rồi. À, ở đây thì mình sẽ cho nó là hai cái mặt phẳng này mình sẽ cho nó đối xứng qua cái mặt này. À, EQ xin lỗi và sau đó thì cái này nó cũng là một cái bằng 1 phần 3 của cái này đó. À, và khoảng cách từ đây nó cũng bằng 1 phần 3 luôn đó là mình sẽ cho hai cái này đều là cái à, cần xúc tức là bằng 1 phần 3 này hết đó các bạn chúng ta sẽ có một cái hệ thống lưới chia mặt phẳng như này thôi à, à, mình sẽ cho một cái tỷ lệ nó ok hơn ví dụ 1 phần 2 đi ở 1 phần năm đi rồi sau đó thì mình sẽ tạo thêm một cái hệ lưới nữa một cái tạo thêm hệ lưới nữa mình mong muốn là mình sẽ chia chia ba đều cái khoảng này chia ba đều cái khoảng này để mình làm cái cơ sở mình tạo một cái đường đường cong tức là sau mình uh, mong muốn là, rồi mình sẽ tạo ra cái mặt phẳng là mình sẽ rồi sau đó thì mình sẽ giải thích cho các bạn nha có cái mặt phẳng thì dễ giải thích hơn à, đầu tiên đó là ở trong cái khoảng cách theo cái chiều mà trong cái thân thân lá để mình dự định là cho cái thân lá nó sẽ uốn từ đây đến đây đây nhá uốn từ theo cái chiều từ đây đến đây thì mình sẽ chia ra ở đây chia này mình sẽ dùng ba hai cái mặt phẳng mình sẽ chia nó ra rồi mình sẽ chia ba ra đó sau đó thì mình sẽ tạo tiếp những cái mặt phẳng ở đây mình cũng chia ba cái phần đầu này ra rồi mình cũng tạo thêm cái đường chia ba ở bên này đây, mình cứ chia ba chia ba thôi và tất nhiên mình sẽ không cần phải thêm một tham biến nào nữa cho nó đỡ phức tạp tại vì chúng ta còn rất là nhiều công thức chúng ta áp vào phía sau nữa nha và cái clip này đối với lại những cái bạn mà đam mê dùng Revit tức là các bạn nghĩ sử dụng Revit chủ yếu là phục vụ cho công việc thiết kế thông thường triển khai của bạn thì các bạn xem ở dưới góc độ là học là học hỏi hoặc là tìm hiểu thêm về cái thao tác làm cái mô hình cũng như là mô hình mà có cái cái tiết diện biến đổi được nha và đó là cái, cái cách như thế còn à, những bạn nào mà mà cảm thấy hứng thú với lại cái chủ đề này thì các bạn có thể xem kỹ hơn rồi tiếp tục mình lại đây là cái phần đầu của cái lá đây mình tạo ra những cái mặt phẳng này mình đã chia ba ra hết xong rồi cái phần thân này mình cũng chia nó ra làm ba đây mình sẽ tạo những cái reference plan hoặc là chúng ta có thể là nếu như chúng ta có thể là chia đôi cũng được chỗ này chúng ta có thể chia đôi cũng được nha đây ờ à, chẳng hạn như thế sau đó thì mình lại trong cái khoang bên dưới này mình cũng lại chia ba ra Đã, mình sẽ dùng những cái mặt phẳng phụ này reference plan ta lại chia ba tiếp Ờ, à, mục đích là mình muốn tạo ra một cái lưới uh, đang giữa những cái mặt phẳng này với nhau và mục đích mình tạo cái lưới để làm gì mình sẽ dùng cái công cụ uh, vẽ reference đường một cái đường line reference mà mình sẽ chọn một khoảng định vị của nó một khoảng left right nha ok và mình sẽ dùng cái công cụ vẽ là spline through point để mình vẽ cái đường mà tạo thành cái độ độ cuốn của cái lá ở đây thì mình sẽ vẽ cái đường đó bằng cái công cụ này và cái công cụ này là vẽ bằng các cái điểm cho nên là mục đích là mình tạo ra cái lưới này làm gì khi mình vẽ mình sẽ bắt những cái điểm vào đây thì khi mà cái này cái điểm này đây là một cái đường mà tự do đường tự do mà nó khống chế bởi những cái điểm này cho nên những cái điểm này mà đi theo cái hệ khung lưới này thì cái đường nó sẽ đi theo cái độ lớn của nó mục đích của mình tạo ra từ nãy giờ là cứ chia ba chia đôi chia ba như thế để là như vậy và các bạn chia như thế nào thì cũng tùy thuộc vào các bạn nha và cái mô đồ cái lá này thì mình sẽ để ở trong cái phần download của ở dưới phần mô tả của clip nha các bạn rồi mình sẽ vẽ thôi ví dụ như mình uh, mình ví dụ như mình sẽ dự định đây sẽ cho cái lá này nó sẽ đi như thế này, rồi nó đi qua đây đúng không? À, đi như thế này thì không đẹp nha Đây, mình sẽ cho đây. Các bạn đã tạo rồi thì các bạn bắt vào góc này để các bạn sẽ khóa được nó dễ hơn nhé. Sau đó thì mình sẽ cho nó lên, à, uốn lên đây, uốn lên đây xong là mình sẽ cho nó uốn qua đây, chẳng hạn như thế. Sau đó mình sẽ cho nó cái đầu lên đây. À, rồi các bạn muốn cái lá nó cuộn vào đâu thì uh, các bạn sẽ tinh chỉnh cái đường ví dụ như mình vẽ cái đường đầu tiên như này, đây cái đường của cái lá mình mong muốn là mình uống như này ví dụ như uống như thế này mình mong muốn là cái đầu này uống nó, nó bầu vào đây hơn thì mình có thể là xóa cái đường này đi nha các bạn đừng có chỉnh cái đường này khi các bạn vẽ ra thì các bạn muốn nếu như mà các bạn muốn thay đổi thì các bạn nên nhớ lại những cái điểm mà các bạn kết nối đó và các bạn uh, sửa nó lại bằng cách là các bạn vẽ mới chứ các bạn đừng có chỉnh nha vì khi các bạn chỉnh thì nó không còn bắt theo những cái cái điểm đó nữa mà nó sẽ à, à, ví dụ như à, đây là cái lá ví dụ như đây đây là cái lá cái đường dẫn của cái lá mà ta mong mong muốn tạo à, ấy, ví dụ như ở đây các bạn các bạn vẫn chưa được đúng không các bạn muốn ra đầu này cũng nữa hoặc là các bạn chỉ muốn dừng đây cũng được nha ở đây cũng được mà dừng đây cũng được miễn sao nó nằm trong cái lưới này thì khi mà cái đường này á cái đường này các bạn cho nó reference lại cái đường này nó khi các bạn vẽ bằng cái kiểu như thế này rồi thì khi các bạn thay đổi này các bạn để ý, ví dụ như bây giờ mình thay đổi nhá đó, các bạn sẽ thấy là cái đường dẫn này nó sẽ biến đổi theo đó, thành ra kích thước của cái lá nó sẽ thay đổi theo đó là cái thao tác thứ nhất là cách tạo ra một cái đường mà đi qua through point này mà được có thể là biến đổi hình dáng được vì đây là cái đường bất bất kỳ mà thì chúng ta sẽ biến đổi thông qua như thế này rồi à, thao tác thứ hai là chúng ta sẽ tạo ra những cái tiết diện mà biến đổi theo công thức ở trên này thì bây giờ chúng ta vẫn muốn là mong muốn là làm gì là nó, nó đi theo cái acanthus hay này hết rồi như vậy thì à, chúng ta sẽ làm gì chúng ta sẽ để cho dễ minh họa cho các bạn thì mình sẽ chuyển sang cái khung nhìn ba chiều của cái này đó và mình sẽ lúc này mình sẽ vào trong bảng vg nha các bạn để đỡ rối mắt mình sẽ tắt cái phần dimension này đi đó. chúng ta còn lại cái đường này bây giờ mình trên cái đường này mình sẽ dùng cái công cụ là point element và mình sẽ đặt nó vào đây à. tại đây là một điểm nha mình đặt ở trên cái đường này một điểm và cái điểm này á, khi mà các bạn có cái đường reference line thì cái điểm này khi vẫn nằm trên đường này thì tọa độ của nó nó sẽ có hai cách để nó tính một cách cách chúng ta đang sử dụng là normal line curve parameter tức là tính theo coi như tỷ tính hay tỷ lệ phần trăm đó tức là hiện nay nó đang 0,04 này tức là tính trên cơ sở là một chứ đây đầu này là không đầu này là một nhá không phần trăm một trăm thì cái này nó đang vào khoảng 4% phần trăm chiều dài của cái đường này thì ý là cái con số này như thế các bạn mà xem những cái clip hướng dẫn về family Adaptive của mình thì các bạn cũng có biết cái con số này rồi ở đây mình sẽ cho cái điểm này tọa độ cái điểm này khống chế theo cái này à, theo cái tỷ lệ coi như tỷ lệ phần trăm này và bắt đầu từ beginning là chỗ này là điểm bắt đầu đây thì cái này các bạn ví dụ thay thay đổi lên ví dụ đây 0.1 nha là 10 phần với quãng đường thì nó sẽ như đây đây là cái cái điểm và mình dự định là cái tiết diện nó sẽ thay đổi mình dự định để tạo là từ không nhé Nếu như đặt đây là điểm không không và điểm đây là à, điểm số 10 thì mình tổng cộng là từ 0 với 10 là có 10 11 cái điểm 11 cái điểm thì bây giờ mình làm mẫu một điểm thôi rồi sau đó thì chúng ta sẽ tạo ra à, 10 10 điểm khác đó thì sau khi mình có cái điểm như thế này rồi á, thì à, sau khi mình có cái điểm này rồi á, thì chúng ta sẽ dùng cái công cụ là xét mặt phẳng này và chúng ta sẽ trào trục vào đây và chúng ta bấm tab một cái. rồi chúng ta sẽ lấy cái mặt phẳng này chúng ta vẽ trước này. sau khi chọn mặt phẳng này xong mình lại dùng cái công cụ là pon element tiếp và mình chọn là draw on work plane và vẽ trên cái mặt phẳng này. À, nó sẽ báo là có hai điểm trùng nhau kệ nó. xong rồi mình vẽ thêm một điểm nữa. rồi sau đó thì như vậy chỗ này có ba điểm đúng không? kích điểm thứ nhất, lôi nó ra. kích điểm thứ hai, lôi ra đây. Đó. như vậy thì hai cái điểm này nó sẽ phụ thuộc vào cái điểm này. À, các bạn thấy ví dụ như cái điểm này bây giờ di chuyển này thì hai cái điểm này nó sẽ đi theo nha các bạn đó, à, rồi một sau đó thì mình lại xét mặt phẳng bây giờ mình táp mình lấy cái mặt phẳng này rồi sau đó mình cũng vẽ lên hai điểm nha chấm đây hai cái ok rồi sau đó thì mình sẽ làm gì mình sẽ chọn lên một điểm mình kéo ra đây mình chọn nó một điểm qua đây mình kéo nó qua đây đây thì mong mong muốn của mình á, là mình có đi theo một cái điểm này nó có bốn cái điểm này nó phụ thuộc vào. Rồi. Và mình sẽ làm gì? Ví dụ nếu như nó di chuyển thì những cái điểm này nó di chuyển theo. Bây giờ có bốn cái điểm này để làm cái gì? Thì mong muốn của mình là mình tạo cái tiết diện này. Thứ nhất, nếu như mà mình có ba cái điểm này đúng không? Mình sẽ tạo một cái đường dẫn đi qua nó. Rồi ba cái điểm này. Mình sẽ tạo một cái đường dẫn đi qua nó. Rồi. Thì khi mà mình có một cái tiết kiệm này mình có một cái đường dẫn này mình cười form cho nó thì nó sẽ tạo ra một cái tiết kiệm chúng ta nhưng bây giờ việc của chúng ta là phải làm cho nó làm cho nó biến đổi được làm cho nó có khả năng là thay thay đổi được tiết kiệm thì đó là là mong muốn như thế tức là cái này nó sẽ thay đổi nha nó sẽ thay đổi và cái thay đổi đó thì các bạn có thể điều chỉnh bằng công thức được chứ không cần thiết là các bạn phải điều chỉnh bằng tay đây bây giờ mình minh họa như thế rồi sau đó thì mình sẽ control z lại đi ngang ở chỗ này nha đó, rồi bắt đầu các bạn thấy là ví dụ như hai cái điểm này nó sẽ quyết định cái độ dày của cái lá đó Đấy, hai cái điểm này nó sẽ quyết định cái độ dày của cái lá của chúng ta và hai cái điểm hai đầu nó sẽ quyết định là cái độ mở của cái lá nó ở các cái tiết diện cái lá như thế nào thì chúng ta ví dụ như ở đây cái lá chúng ta đang mục đích chúng ta đang xây dựng ở trên cái lá khoảng là À, cao khoảng hai trăm rưỡi, độ dày của nó thì các bạn cứ ăn án chừng, các bạn khoảng là độ dày của nó có thể là một năm cm tới mười lăm mm, khoảng hai mươi mm, chẳng hạn như thế. Thì bây giờ cái con, cái điểm này nó quan hệ với cái điểm gốc thông qua một cái chỉ số gọi là offset đây, đây offset và cái offset này thì nếu như các bạn thấy, ấy, xin lỗi, cái offset này các bạn càng tăng lên, ví dụ như ở đây âm đang âm 6 âm 8 thì nó sẽ lui lại một tí này đó. Như vậy thì chúng ta sẽ tạo ra mối quan hệ giữa cái này với lại cái chỉ số là À, chiều cao này thì chúng ta sẽ vào đây chúng ta thiết lập công thức thôi ở uhm, đầu tiên là chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ cho cái này một cái chỉ số mang tên ví dụ 0.1 đã. Rồi chúng ta sẽ cho nó cái chỉ số là pon à. Anh lấy mình đặt là pon pon 01 nha. À, nhưng mà bây giờ mình viết tắt nha các bạn. P01 thôi. P01. Ok. Rồi sau đó thì uh, cái điểm này cái tọa độ của nó mình sẽ gắn cho nó một cái tham biến bây giờ mình sẽ đặt tên là p01 và mình sẽ đặt tên cho nó là mid 1 tức là cái điểm chính giữa đó và mình sẽ cho nó vào cái nhóm là con, con trend nha để nó có tách ra khỏi nhóm dimension nha rồi à, tương tự như vậy mình sẽ cho cái này là cái uh, tham số là p01 và mình điểm chính giữa của cái cung số 2 mình gọi là mid 2 và sau đó mình sẽ cho nó là con trend ok rồi bấm ok nha rồi tương tự như vậy bây giờ hai cái đầu này mình sẽ đặt tên cho nó star và n với lại cái quy ước đó là star là sẽ nhận là số dương nha đây số dương và n là sẽ nhận là số âm để mình đi ngược để mình sẽ cho là cái này cái tọa độ của nó là p01 p01 star Star này các bạn nhớ là trong quy ước này là mình quy ước là số dương nha. Và cái con số này mình sẽ quy ước của nó là P01 N. cái này là số âm nha các bạn và mình sẽ cho vào nhóm contrast hết những cái chỉ số phụ mình sẽ cho vào nhóm contrast là nhóm nhóm đường dõng hết rồi sau đó mình sẽ vào trong cái bảng tham biến này mình sẽ làm rồi. ở đây có cái P01 có lọt copy order thì mình sẽ cho nó lại vào trong cái group là contrast ok đây là toàn bộ những chỉ số mà à, khống chế cái tiết diện liên quan điểm B01 bao gồm tọa độ của điểm B01 và những cái điểm mà giữa cung điểm đầu cung điểm cuối cung Thì đầu tiên à, các bạn muốn là cái đầu cung cuối cung này sẽ như thế nào thì chúng ta cứ thử test thông số thôi ví dụ chúng ta sẽ dùng cái Acanthus Hay này đó chúng ta sẽ và chúng ta muốn nó biến đổi ví dụ như chúng ta muốn biến đổi theo cái chỉ số p01 đúng không? Ví dụ như p01 là 0.1 Thì chúng ta muốn là cái này ví dụ chiều ngang của nó nó sẽ giảm theo p01 thì ta sẽ dùng cái 1 trừ cho à, p01 nó 1, tại vì p01 lớn nhất bằng 1 mà. p01 ở đây mình giải thích là tọa độ của cái điểm này nó chạy từ 0 đến 1. Bây giờ các bạn ví dụ như coi như đây ví dụ như p01 0.1 bằng thì chỗ này nó bằng cái tiết diện ở chỗ này nó sẽ bằng một bên nó sẽ bằng cái cái chiều cao này trừ à, nhân cho 0.9 chẳng hạn như thế là apply nhé ok đây chúng à, ta sẽ có cái tọa độ cái điểm này sẽ như thế này à, và nếu như mà như như thế này thì nó nó xa quá ví dụ như thế này nó cái dụ nó xa quá thì chúng ta sẽ dùng cái ví dụ như acanthus này đúng không và chúng ta ví dụ như cho một nửa thôi apply nhỉ này thì cái điểm của chúng ta sẽ nằm đây ok quá ổn nhỉ nếu vậy thì cái điểm còn lại ví dụ cái điểm còn lại là cái điểm mà N thì nó sẽ đối xứng với cái điểm Star thì chúng ta sẽ cho cái công thức là trừ b 01 một nó bằng trừ b 01 một Star tức là đối xứng qua kia Đó. apply nhá. rồi hai cái điểm mà quyết định cái độ vòng lên cụ bụng thì chúng ta cũng cũng xây dựng cho nó một cái công thức liên quan đến như ông này nếu chúng ta có thể là ví dụ như chúng ta sẽ cho nó là một cái con số ví dụ như chúng ta sẽ cho nó là quan hệ cạnh thứ nhất là -5 đi, chẳng hạn như thế. 5 là 5 ml đó. Rồi, nhân cho cái gì? Chúng ta sẽ nhân cho là 1 à, trừ cho P01, chẳng hạn như thế. Rồi, cái này là mình sẽ cho nó là trừ à, 35 nhá. 5 với 35 là mình tự cho thôi các bạn để mình án chừng cái độ dày của nó thôi mình còn cái 1 trừ B01 để mình làm gì mình muốn là về sau này các bạn có điểm B02 B03 B04 thì mình sẽ tính theo cơ bản là mình sẽ tính theo cái cái tọa độ này là like nha ơi à, Ok à, Thế vậy chúng ta sẽ có là những cái điểm này nó sẽ thay đổi theo công thức nó sẽ thay đổi theo công thức và cái công thức nó, nó, nó tùy thuộc vào thứ nhất là cái chiều cao này à, và cái thứ hai là cái tọa độ của điểm này thì đó là cái cái việc đầu tiên đó chúng ta sẽ có điểm b 01 và cứ thế chúng ta sẽ tạo ra khoảng à, cứ mỗi tọa độ mình sẽ tạo ra một điểm nữa và để tạo ra cái để copy để copy ra để tạo ra cho nhanh ấy, thì các bạn sẽ copy nhưng mà chỗ này các bạn khoa hẳn tạo cái tiết diện nha các bạn copy và chỉnh tọa độ với thông số cho toàn bộ những cái điểm rồi thì các bạn mới tạo tiết diện nha và trước khi các bạn copy ra thì các bạn sẽ vào trong cái tọa độ của điểm này và các bạn đưa nó về nâng nha tại vì nếu như các bạn để nguyên này các bạn copy ra thì nó sẽ báo lỗi nên cứ các bạn cứ À, đưa cái tạm thời đưa nó về nên nè à. rồi chúng ta sẽ chọn hết bốn điểm nha sau đó các bạn dùng công cụ copy này sau đó các bạn ra chuột qua đây nè các bạn bấm tab một cái là chọn sang cái điểm gốc này, này. rồi sau đó cái điểm gốc này các bạn lôi lên này lôi lên đó thì các bạn sẽ copy cái này lên sau khi copy xong thì nó nằm lơ lửng ở giữa trời như thế này các bạn sẽ lấy cái điểm này nhá nhớ là cái điểm này cái điểm gốc của chúng ta này các bạn pick new host này À, các bạn đưa về đây như vậy thì đây là thành nó lại trở thành một cái điểm nằm trên cái này và cái này mình sẽ cho nó là tọa độ là 0.2 và sau đó thì các bạn sẽ nhập cho nó cái gì nhập cho nó cái công thức đó là ừ, ví dụ như cái này cái này mình nhập mình, sau khi các bạn làm xong nhé mình các bạn lại đưa cái này là về giá trị là p01 à, tương tự như vậy thì ông này các bạn sẽ cho nó là cái p02 các bạn sẽ tạo ra một cái giá trị mới là p02 p02 nhá sau đó thì các bạn sẽ uh, đưa nó là dạng trend nha các bạn, ok. À, tương tự như vậy thì các bạn sẽ nhập lại cái tham số cho nó, ví dụ các bạn sẽ nhập vào cái này ở đây, các bạn sẽ nhập vào đây và mình sẽ tạo ra tham biến mới nó đang nhận vì copy dưới đây nó đang nhận cái chỉ số p 01 bit 1 này, chúng ta tạo ra là p 02 bit 1 nha các bạn và đưa vào nhóm trend mình làm ví dụ hai cái nha, rồi à, sau đó thì cái này mình sẽ tạo ra cho nó cái tham biến là P02 mid 2 ở bên này là P02 start nha các bạn cái này là p02 n con nếu ta sẽ vào trong này đây cái chỉ số nào nó bị nhầm cái khu vực thì các bạn đưa về đúng cái khu vực nha contrain này cái này mình đưa vào con này Đó. để sau này đưa vào phong family chúng ta chỉ cần tìm đến một điểm bay còn những thông số bên trên nó không cần không cần quan tâm nó làm gì à, apply và chúng ta chọn là sort chỉ số theo À, An z thì các bạn sẽ là b01 này, đó, b b02 này, đó. Thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ copy chỉ số này thôi. Cái n này thì bằng cái star thì chúng ta copy này xuống và chúng ta đổi cái chỉ số này thành số 2 nhá. Rồi cái à, cái chỉ số này chúng ta đưa nó xuống đây, rồi chúng ta à, chúng ta sẽ đưa nó xuống đây và chúng ta thay đổi cái này nó phụ thuộc vào cái b02 của bạn xây dựng công thức b02. Rồi sau đó thì chúng ta đưa cái này xuống đây. Rồi chúng ta copy cái này xuống đây. Đó, apply. Đã, ok. Đó. Các bạn cứ làm như thế đến uh, tất cả cái đường này tính từ nha, P bằng 0 0 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 đến 0.5, 6, 7, 8, 9 cho đến cái điểm này là 1.0 nữa. Chúng ta sẽ có tổng cộng là khoảng 10, 11 cái điểm đó. Thì uh, các bạn sẽ có những cái điểm để các bạn định vị tiết diện này và sau đó thì các bạn làm gì như văn nãy mình đã nói, ví dụ đối với mỗi điểm các bạn sẽ chọn ba cái đường này đúng không? Ba cái điểm này các bạn sẽ tạo thành một cái đường cong. Rồi các bạn chọn ba cái điểm này các bạn sẽ tạo thành một cái đường cong. Các bạn có cái này. Tạo thành cái đường cong. Các bạn có cái này. Các bạn có cái đường cong này. Đây báo này là báo là bây giờ cứ ba điểm này tạo thành một cái đường thẳng cái đi kèm tạo mặt phẳng các bạn tạo thêm một cái đường cong nữa nối chung đây để sẽ báo là cái, cái 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 mặt phẳng định vị cũ nó sẽ không còn ở đây chúng ta chỉ để nguyên cái đường màu đen là cái đường là mô đồ nha chứ không có chuyện sang mà màu sẽ là cây reference rồi à, khi mà các bạn có hết tất cả cái gì này các bạn chọn cái này chọn cái này đúng không các bạn chọn thêm đường này reform form này, các bạn sẽ có cái gì? À, các bạn sẽ có cái này nha Đó, các bạn sẽ có một cái uh, tiết diện này, thế như các bạn sẽ làm thì nó chạy hết. đây mình làm ví dụ hai cái. Đó. một cái nữa đó là cái công thức các bạn lưu ý, cái công thức này là do chúng ta quyết định, đó, chúng ta xây dựng tạm thời nó sẽ như thế này. và các bạn muốn xây dựng cái hình hình ảnh chuẩn cho nó, tức là các bạn phải chuyển sang cái mặt phẳng from này, các bạn xem thử là cái độ vòng của cái tiết diện nó sẽ như thế nào để chúng ta có thể là gia giảm thêm cái công thức của tại từng cái điểm bond cho nó phù hợp nha các bạn ví dụ như các bạn có cái tiết diện nó chạy từ dưới lên trên như thế này như thế kia thì chúng ta phải tạo cho nó, nó đầy đủ nó phù hợp thì ví dụ cái độ uốn của nó 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 đều đặn ví dụ như ở đây à, ví dụ như ở cái family này mình đã à, cân chỉnh cho nó à, mình đã cân chỉnh cho nó để nó nó đạt được cái hình dạng nó như thế này đây thì các bạn chỉ việc là vào trong cái những công thức này và các bạn gia giảm thêm 0.05 cho mỗi hạng mục làm sao để cho các bạn và các bạn chỉ cần gia giảm vào chỗ star với n thôi. Thực chất là chỉ cần cái star này thôi. Các bạn gia giảm thêm cho nó một chút à, để ví dụ các bạn muốn cái hình lá là nó nó thuôn lên hay cái hình lá nó bầu ra ở giữa thì à, các bạn gia giảm cái cái chỉ số star ở những cái vị trí à, như thế là à, các bạn sẽ tạo được nha. Và ở chỗ này nó còn một cái chuyện nữa đó là đối với lại cái đây là cái family mình đã mình đã tạo luôn thì à, các bạn muốn à, ví dụ cái lá này các bạn thấy là ở phần này cái phần hõm của nó cái phần cung hõm nó mặt sau này nhưng mà sang này thì cái phần lên cái phần đầu này cái phần cung hõm nó lật đây đó là vì sao à, ví dụ như mình mình có ở đây nhé đây thì những cái điểm này các bạn đưa lên khoảng điểm số 5 số 6 từ điểm số 6 rồi đi thì các bạn số 6 đi nó nằm ở đâu đây thì các bạn quay ngược nó lại quay ngược lại là bằng cách nào các bạn chỉ cần là thông số thì các bạn chỉnh y chang như từ nãy giờ và các bạn chỉ cần chọn cái điểm gốc của nó và các bạn chọn rotation này các bạn chọn 180 độ đó Thế như vậy thì các bạn sẽ có ngay những cái tiết kiệm mà nó quay ngược cái này mình quay lại cái thư viện mà mình đã làm cho các bạn xem nha là cái này đó. đây Đây, các bạn sẽ thấy là đây là những cái tiết diện mà mình mình đã đưa lên và sau mình tinh chỉnh đó. À, thì đến từ cái điểm này cho đi đây là cái điểm những cái điểm mà à, từ điểm pon uh, số 7 giờ đi thì mình có quay ngược nó 180 độ thì nó sẽ có cái dạng mà nó quay ngược này nó cuốn cái lá vào trong này cho chúng ta đó là cái mà mình đã tinh chỉnh và các bạn kiên trì các bạn làm hết cái này thì các bạn sẽ có được cái mô đồ lá như thế này và cái mô đồ đó thì nó chỉ có thay đổi theo đúng một cái thông số duy nhất đó là cái thông số của chiều cao lá như mình đã minh họa về này sau khi các bạn làm xong các bạn load vào trong cái dự án thì tất cả những thông số ở trên này chúng ta không cần quan tâm và chúng ta chỉ cần quan tâm đến cái chiều cao ở cantus hay này đó, ví dụ mình cho nó xuống 200 đúng không apply. Đó, các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái lá này, đó. Đấy, như đây mới chỉ là một cái lá thôi và những cái clip sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm tiếp những cái bộ phận khác của cái phần uh, capital là cái phần mà uh, capital là cái phần đầu của cái cột dạng coran như thế này. À, tất nhiên là chủ yếu chú trọng về cái thao tác model ở trong uh, tạo ra cái các cái vật thể có hình dáng phức tạp ở trong Revit ở chủ yếu nha các bạn ở trên cơ sở và cũng đồng thời là cũng có đá động một chút xíu về những cái tỷ lệ liên quan đến cái thức cột này à, và cái clip hướng dẫn thì hôm nay tạm thời kết thúc ở đây nhé à, chúc các bạn thực hành tốt và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip tạo thêm những cái phần phía sau cho cái đầu cột dạng cô à, xin chào và hẹn gặp lại